Mình xin mời các bạn cùng mình làm ly trà sữa dâu tươi nhé. Thì trong cái món trà sữa dâu này thì hôm nay mình có sử dụng là cả quả dâu tươi nha các bạn. Đấy. Quả dâu tươi thì mình cũng xin bắt tay vào chia sẻ với các bạn luôn. Bây giờ trà thì mình sử dụng trà xanh nhé. Mình sử dụng 150 ml nước cốt trà xanh. Mình đã pha sẵn rồi các bạn ạ. Mình đong là 150 ml nước cốt trà xanh mình đã pha sẵn, nên mình sẽ đổ vào sơ cơ. Đây mình đã đổ vào sơ cơ rồi. Khi mình đã đong ra sơ cơ rồi thì giờ mình sẽ làm cái cốc cho 500 ml nha các bạn. Đây. Giờ mình sẽ đổ cái chân châu bao quy trắng. Đây. Chân châu bao quy trắng mình sẽ cho vào cốc. Đây. Các bạn. Đây. Khi mình đã đổ trà và trân châu ra rồi thì giờ mình sẽ đong sữa bột nha các bạn. Mình sẽ đong 3 thìa sữa bột này. 3 thìa sữa bột này các bạn. Làm cái này thì cũng rất nhanh thôi các bạn ạ. Nên mình sẽ đong 3 thìa sữa mình sử dụng 2 trái dâu tươi. Trái dâu tươi. Bây giờ mình sẽ dầm trái dâu tươi nha. Đấy, chúng ta sẽ cố gắng dầm nó nhuyễn nhuyễn một tí các bạn ạ. Nhuyễn một tí thì khi chúng ta sử dụng ống mút thì khách sử dụng ống mút thì sẽ hút được lên hết rồi các bạn. Đây, mình đã dầm nhuyễn ra như thế này rồi. Mình sẽ lấy thìa mình cắt xuống, mình cho luôn vào sơ cơ của trà sữa nhé. Đấy, mình khuấy qua đây, mình khuấy đều lên các bạn ạ. Cái dâu tây tươi này rất là thơm, mình cho vào đây đã. Vị dâu tây này và vị của sữa, bột sữa và hương của trà nữa. Đây thì mình sẽ đong là 30 ml, 30 ml si rô dâu cho các bạn. Mình sẽ cho vào. Mình sẽ vét hết xuống, mình sẽ quấy đều lên các bạn. Ở đây mình cũng thêm một thìa mứt dâu. Đây là mứt dâu đây các bạn, thìa mứt dâu đây. Để cho tăng thêm vị đậm đà hơn, mình cho hai thìa quế vừng. Khi mình đã cho xong rồi. Bây giờ mình chỉ có còn ly đá mình sẽ cho vào thôi. Mình sẽ cho đá vào. Để cho đá thì các bạn sẽ cho đủ lượng đá, đá sẽ lên được 400 ml. Mình sử dụng thêm là 20 ml nước đường thì các bạn mình đã xay sẵn rồi, mình sẽ đổ vào đây. Đấy. Bây giờ là mình sẽ nắp sơ cơ lại, mình sẽ bọt lên là rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đổ ra cốc, mình sẽ đổ ra cốc 500 ml này. Màu rất đẹp các bạn ạ.
Đây các bạn ơi, mình đã hoàn thành xong một ly trà sữa dâu. Đấy, rất là thơm ngon các bạn là thơm ngon. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách làm ra một ly trà sữa dâu thơm ngon. Đấy, cái này rất là thơm ngon. Mình cũng đã làm ra được một ly trà sữa dâu tây, rất là màu thì rất là đẹp nha các bạn, màu đẹp lắm. Cứ mỗi khi lại nhớ đến các bạn thì cũng lại muốn chia sẻ với các bạn là một chút cái mình biết về đồ pha chế thôi, mình pha chế nha các bạn. Đấy, cứ mỗi một lần như vậy thì mình lại muốn quay lên để chia sẻ với các bạn những ly nước đấy, và những cách làm rất là đơn giản. Đấy, mình mời các bạn cùng thưởng thức một ly dâu tây tươi của mình nhé. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, rất ngon các bạn ạ. Khi dâu tây tươi thì này thì trà sữa dâu tây tươi này nó gồm có nguyên liệu này. Thứ nhất là trà. Trà thì mình đã ủ. Nước trà thì mình lấy 150 ml nước trà, nước cốt trà đấy. Thế nên đây các bạn sẽ sử dụng nước cốt trà xanh nhé. Đấy. Hai nữa là bột sữa. Bột sữa thì ở đây mình sử dụng 3 thìa này. Rồi shiso dâu thì mình sử dụng là chắc là 30 ml shiso dâu. Đấy. Còn mứt dâu mình sử dụng là 2 thìa. 2 thìa thì to hơn thìa cà phê thì các bạn ạ. Rồi. Và cái thêm một phần chút nguyên liệu đặc biệt hơn ở cái ly trà sữa dâu tây tươi này, này là mình sử dụng hai trái dâu tươi. Đấy, hai trái dâu tươi thì mình đã dằm nhuyễn xong bắt đầu mình khi mà trà này, sữa rồi shiso dâu và mứt dâu xong rồi mình sẽ cho luôn cả dằm nhuyễn cho hai trái dâu vào thì thứ nhất tạo lên cái hương vị rất là tự nhiên tươi. Đấy. Hai nữa là nó có một cái vị rất là thanh nhẹ nhàng. Còn mình cũng sử dụng thêm là 20 ml nước đường nữa các bạn nhé, nên để tạo cho mình thêm một chút đậm đà hơn. Đấy. Nên là những ly dâu trà sữa dâu rất là đẹp. Khi mình mở cái nắp cầu ra mình quay trực tiếp để cho các bạn chiêm ngưỡng một chút nhé. Là đẹp. Có độ bọt, độ sánh lên rất là đẹp. Đấy, mà nhất là mình thưởng thức vào thì cho một cái vị ngọt thanh thì rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình cũng muốn mà các bạn thưởng thức như mình và mình giới thiệu qua một tí như vậy rồi nha.